Phần 3 tập 1. Bức ảnh tập thể. Đó là một ngày đẹp trời khác. Cô Olivia đang đưa các bé đi dã ngoại. Lạ nhỉ, Vic và Luna Lu đâu? Các con. Hôm nay Luna Lu bị ốm nên bạn ấy sẽ không tham gia cùng chúng ta. Tôi tưởng chúng ta sẽ cùng được tham gia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ không biết. Cô Olivia, Vic có đến không? Tớ đây, tớ đây. Tớ mang đến một thứ hay ho cho các cậu đây. Bây giờ đứng gần hơn một chút, gần hơn. Mọi người hãy cười lên nhé. Này Vic, đó là gì vậy? Đây. Đó là chúng ta. Đây là một chiếc máy ảnh. Nó có thể tạo ra hình ảnh cho chúng ta. Bằng cách đó các cậu có thể lưu giữ những kỷ niệm mãi mãi. Chiếc máy ảnh này tuyệt vời. Tớ muốn thử. Violet, cười lên. Này, tớ có một ý tưởng. Hãy chụp ảnh cho Luna Lu để cô ấy có thể tận hưởng chuyến đi tuyệt vời cùng chúng ta. Các cậu nghĩ sao? Các con, đã đến lúc phải đi rồi. Đi nào. Xem nè, khá đẹp trai phải không? Vậy nè. Tiki, hay đó. Tiki, cậu trông ngầu quá. Luna Lu. Luna Lu, rất vui vì cậu ở đây. Cậu cảm thấy ổn hơn rồi hả? Nhìn đây. Violet, tớ nhớ cậu rất nhiều. Tớ cũng nhớ cậu Luna Lu. Tớ muốn cho cậu xem những bức ảnh chúng ta chụp trong chuyến đi này. Nhìn đây. Đẹp quá cơ. Tất nhiên rồi. Cậu có thấy bức ảnh nhóm đó không? Đó là ngôi sao đó. Chuyện gì vậy? Chắc cô ấy buồn lắm vì không có mặt trong đó. Luna Lu, đừng buồn. Chúng ta có thể chụp thêm mà. Nhưng không phải nơi này. Tớ vừa bỏ lỡ cơ hội rồi. Tớ có ý này. Kế hoạch của cậu là gì? Vậy có ổn hơn không? Trông tớ không giống như vậy. Cậu nói đúng. Vậy ổn hơn rồi. Thật kinh khủng. Nó chẳng giống tớ chút nào. Ý cậu là gì? Nhìn giống như cậu y đúc mà. Không hề. Rồi, cứ giận đi. Dừng lại đi. Làm ơn đừng cãi nhau nữa. Luna Lu, đừng giận. Tiki chỉ đùa thôi mà. Luna Lu. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Tớ biết rồi. Chúng ta có thể trang trí mẫu giáo cây thông thật đẹp. Và sau đó chụp thêm ảnh nhóm cùng nhau ngay tại đây. Ý hay lắm. Được rồi. Hoàng tử Tiki. Ở đây. Cảm ơn các chú chim. Babu, đến giúp chúng tớ đi. Được rồi. Rem, ổn không em trai? Em ổn. Ryan, Rambo, đến giúp chúng tớ với. Tớ liền. Tớ xong rồi. Tớ sẽ giúp. Nên là vậy. Thật tuyệt vời. Luna Lu sẽ thích lắm đây. Đi mời cô ấy nhé. Ồ, để tớ. Tớ sẽ đi tìm Luna Lu và tạo bất ngờ cho cô ấy.
Chào kiến nhỏ. Bức ảnh nhóm họ chụp thật tuyệt vời. Tớ chỉ ước mình có ở đó với họ, nhưng tớ đã không thể. Luna Lu. Tớ đang tìm cậu đó. Tiki, cậu làm tớ sợ đó. Luna Lu, nghe này, chúng ta đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ. Thật hả? Ngay trong trường đó. Theo tớ đi. Tiki, đợi tớ với. Nó đẹp thật. Chúng ta đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho buổi chụp hình nhóm. Nhìn này. Đây là thác nước và có một cái ao. Tớ xin lỗi, tớ đã làm các cậu giật mình. Được rồi, vậy cùng chụp ảnh nhóm nhé. Ừ. Mọi người xích lại gần nhau hơn. Rambo, xích qua một bên một chút. Được rồi. Chiki, nhìn vào máy ảnh đi. Được rồi, sẵn sàng. Được rồi, cố gắng thư giãn một chút nhé. 3, 2, 1. Nhìn kìa, nó đẹp thật. Chú bướm nhỏ. Chú bướm nhỏ cũng muốn tham gia cùng chúng ta. Này Vic, chụp ảnh ngay bây giờ đi. Được rồi, mọi người hãy nhìn vào hướng này. Đếm ngược cùng tới nhé. 3, 2, 1. Tiki, coi chừng. Thật đáng sợ. Raya, tớ không thấy được, tớ không thể nhìn thấy gì cả. Raya, ổn chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ cũng không thể nhìn thấy gì. Nó nặng quá. Tiki, Raya, Rambo, các cậu ổn chứ? Để tớ đến giúp. Nhìn này, mắt tớ đã nhắm lại. Rambo, nhìn này, tớ đã bị chặn ở đó. Đây này, đây nè, nhìn xem. Cậu đã chụp được tớ kìa, tớ lại trông xấu à. Tiki, nhìn lỗ mũi to của cậu trong bức ảnh này xem. Mũi to đó là mũi của hoàng tử đó. Raya, không có ảnh nào đẹp cả. Cậu có nghĩ Luna Lu sẽ buồn khi nhìn thấy chúng không? Cậu nói đúng. Đúng rồi, chúng ta không thể để Luna Lu xem những bức ảnh này. Luna Lu, các cậu đang làm gì vậy? Ôi không, chúng ta làm gì đây? Chúng ta chưa xem bức ảnh nào cả. Những bức ảnh, cho tớ xem với. Tớ muốn xem. Chúng ta không thể. Thôi nào, sao lại không thể chứ? Không, chúng chưa sẵn sàng. Tại sao? Bởi vì tớ cần phải chỉnh sửa lại chúng. Không cần, tớ chỉ muốn nhìn thấy chúng ngay bây giờ. Nào, tớ không thể. Ở đây, ở đây. Đây Rambo, ở đây, nhanh lên. Luna Lu đâu? Rambo, cậu đã làm gì thế này? Luna Lu. Raya, phải làm sao đây? Anh không biết nữa. Không sao đâu Luna Lu. Chúng ta có thể chụp những bức ảnh mới mà. Phải, đúng rồi. Chúng ta có thể chụp bao nhiêu ảnh cũng được. Tớ sẽ sửa lại cảnh quan. Tớ cũng vậy, tớ sẽ giúp. Tất nhiên là tớ cũng sẽ giúp. Những bức ảnh này buồn cười thật đó. Tớ rất thích chúng. Cảm ơn. Những hình ảnh này thật quý giá. Mỗi lần tớ nhìn chúng, tớ sẽ nhớ đến ngày hôm nay và những gì các cậu đã làm cho tớ. Tớ sẽ treo cái này trong lớp ngay phía trước. Chờ đã, bức ảnh đó tớ bị nhắm mắt rồi. Không ổn chút nào. Cái gì? Hài thật á. Còn cái này thì sao? Cái đó không được, cái đó tớ rơi xuống ao. Chào các bạn. Giúp đỡ người khác có thể khiến các bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy nhớ giúp đỡ người khác nếu bạn có thể nhé. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. 3 tập 2. Tấm thảm cũ của bác Billy già.
Đó là một ngày nắng. Bác Billy già sẽ kiểm tra tấm thảm cũ mà bác đã phơi dưới ánh nắng. Mấy cái lỗ này ở đâu ra vậy? Thôi để giá nó sao vậy? Này Billy, bác đây rồi. Cô Olivia đang tìm bác đó. Vậy thì đi thôi. Chuyến dã ngoại hôm nay thật tuyệt vời. Tớ no quá luôn. Tấm thảm. Tuyệt vời cho một giấc ngủ ngắn sau bữa ăn. Thật hoàn hảo. Thôi nào các cậu, nhảy lên đi. Được rồi. Ngủ một giấc ngắn nha. Bầu trời đẹp quá. Giá như tấm thảm này có thể đưa chúng ta tới đó. Sau đó chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Tớ buồn ngủ quá à. Wow, sao rơi? Vic, dậy đi. Luna Lu, xem kìa. Một ngôi sao rơi khỏi bầu trời. Nó đẹp thiệt. Hãy mang ngôi sao này đến những ngôi sao khác. Tôi chắc chắn họ sẽ thích nó. Được thôi. Rambo, cậu có nghĩ chúng ta nên đưa ngôi sao trở lại bầu trời không? Cậu nói đúng. Chắc là nó nhớ mẹ của nó lắm. Nhưng làm sao chúng ta có thể gửi nó trở lại đó được? Tấm thảm đang di chuyển kìa. Ý cậu là cậu muốn giúp chúng ta đưa ngôi sao về nhà? Chúng ta làm vậy đi. Tấm thảm này có thể bay. Ồ, tuyệt vời. Hãy mang ngôi sao nhỏ của chúng ta trở về cho gia đình của nó. Được. Sẵn sàng. Ngôi sao nhỏ đang về nhà. Đi nào. Chúng ta thật sự đang ở trên bầu trời rồi. Nhìn kìa, mặt trăng. Đám mây bỏ chạy. Các cậu nhìn kìa. Thật ngạc nhiên. Vui thiệt đó. Tớ yêu ở đây quá. Xem kìa, có rất nhiều ngôi sao đang ngủ ở dưới đó. Dễ thương quá. Vậy đây là nơi các ngôi sao ngủ. Chúng ta cần tìm một chỗ. Tôi đã tìm thấy một chỗ đằng kia. Chúng ta đi xem đi. Đặt ngôi sao nhỏ trở lại. Được rồi. Bà ấy không muốn chúng ta đánh thức cách gì sao? Bà ấy hẳn là bà May, người bảo vệ cách gì sao? Nhìn kìa, bà ấy đây rồi. Bà May, chúng còn tới đây để mang ngôi sao trả lại. Rambo, ngôi sao đâu? Chúng ta trả lại nó. Ngôi sao không có trong ba lô. Nó có thể ở đâu chứ? Thảm ơi, thảm có biết không? Bà May điên lên rồi. Thảm ơi, đi nào.
nhanh lên đi, bà ấy đang đuổi kịp chúng ta. Bà May ơi, đừng giận nhé, chúng con hứa sẽ tìm thấy ngôi sao và trả lại nó. Ôi không, mọi người hãy bám chặt vào. Thảm, nhanh hơn đi. Trời đang mưa to quá. Có một lỗ thủng trên thảm, nhìn đi. Cái gì? Nè. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ hiểu rồi. Có vẻ như nó đang chậm lại. Cái lỗ đang giãn ra. Tớ nghĩ bây giờ chúng ta đã ổn. Ôi không, một cái lỗ khác nữa. Mau lên, che phủ nó. Chúng ta cần tìm một nơi để hạ cánh. Ôi không, giúp tớ với. Rambo, chờ đã. Rambo, đó không phải là ba lô của cậu sao? Đúng rồi. Tuyệt vời, chúng ta có thể đi lấy. Nó cao quá. Hay là để tôi đỡ cậu? Tôi vẫn không thể giới được nó. Dùng thử cái này đi. Cảm ơn. Rambo, quay lại một chút. Xa hơn một chút nữa. Gần được rồi. Vic. Vic, cậu ổn chứ? Con không sợ đâu. Rambo, coi chừng. Bà May ơi, đó là hiểu lầm. Chúng con tìm thấy ngôi sao này một cách tình cờ. Đúng rồi. Chúng con đến đây để mang nó trả lại thôi. Ngôi sao cuối cùng đã về nhà. Giờ chúng ta về nhà được rồi. Nhưng tấm thảm bây giờ không thể bay được nữa. Làm sao mà về? Tuyệt. Tạm biệt bà May. Tạm biệt. Vừa rồi tớ có một giấc mơ tuyệt vời. Chúng ta đã bay lên trên những gì sao. Và bà May đã giúp chúng ta giá tấm thảm. Bà May rất tuyệt vời. Đúng rồi, bà ấy giá tấm thảm bằng mây. Có một cái lỗ khác nè. Tấm thảm của mình đâu? Xong rồi. Các con. Bác Billy già. Bác Billy già. Bác Billy già, nhìn này. Có phải tấm thảm của bác không? Giá đẹp lắm. Cảm ơn các con nhé. Đừng cảm ơn chúng con. Bác nên cảm ơn bà May. May nào cơ. Chào các bạn. Một tấm thảm cũ biến thành một tấm thảm bay. Thật thú vị phải không? Hãy chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ của cậu. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Phần 3, tập 3.
cuộc thi kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy. Chẳng phải là cảnh sát trưởng Sheila Chinchilla sao? Cô ấy đang làm gì vậy? Bây giờ các con có thể đi truyền tin rồi. Họ đang ở đây rồi. Raya, đừng có mừng vội. Tớ sẽ không thua cuộc đua này đâu. Raya, tớ không thể dừng lại. Cảnh sát trưởng Sheila tuyệt vời quá. Tiki, ổn chứ Tiki? Cậu không sao chứ? Tớ ổn. Tốt. Nhớ cẩn thận đó nha. Tiện đây, để nâng cao nhận thức về an toàn của mọi người, chúng ta sắp có một cuộc thi kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cuộc thi an toàn phòng cháy chữa cháy sao? Và cũng sẽ có giải thưởng. Đội chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng bí ẩn. Giải thưởng nào? Raya, đó là bí mật mà. Không sao đâu, tớ sẽ biết khi nào tớ thắng được nó. Thôi đi, lần này tớ chắc chắn sẽ thắng. Không đời nào, giải thưởng đó sẽ là của tớ. Không bao giờ. Để coi. Được rồi hai đứa, bây giờ hãy chia ra hai người mỗi nhóm nha. Vâng, Lunalu, gia nhập đội của tớ nha. Vậy thì Violet sẽ là đội của tớ. Tiki, gì vậy? Chúng tớ không thể hợp tác với các cậu được. Cái gì? Tại sao? Bởi vì chúng tớ đang thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Mọi người chú ý nhé. Có ba dòng. Chúng ta có đội xanh dương và đội xanh lá. Cảnh sát trưởng Sheila sẽ phụ trách điểm số. Chào. Dòng đầu tiên là một bài kiểm tra nhanh về bảng hiểu cháy. Cậu có thể rung chuông và trả lời khi tớ nói bắt đầu. Hãy bắt đầu nào. Bảng hiệu đầu tiên. Bắt đầu. Tớ biết. Đó là trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn. Nếu có hỏa hoạn, hãy gọi 911 và lính cứu hỏa sẽ đến và dập tắt nó. Một điểm, đội xanh dương. Tuyệt, tuyệt vời. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Để xem. Bảng hiệu thứ hai. Bắt đầu. Đến lượt ba bư. Tuyệt. Tiki. Chạy đi. Trả lời sai. Đến lượt viết. Đó là lối thoát khẩn cấp. Đúng rồi. Một điểm cho đội xanh dương. Tuyệt. Sao nào? Chưa xong đâu. Bảng hiệu thứ ba. Sẵn sàng. Bắt đầu. Khoan. Khó quá vậy. Vậy còn một ít trái cây thì sao? Ôi không. Đó là đường sơ tán. Chính xác. Một điểm cho đội xanh lá. Viết. Rem. Bảng hiệu thứ tư. Sẵn sàng. Bắt đầu. Ba bưu nhanh lên. Đó là không bắn pháo hoa. Cân bằng rồi. Chúng ta đã đi đến cuối vòng 1. Cân bằng ư? Hãy sẵn sàng cho vòng 2. Kiến thức chữa cháy. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Vòng 2. Phần thi kiến thức chữa cháy. Khi cậu nhìn thấy một đám cháy, ai đó có thể làm gì để dập tắt nó chứ? Hãy bắt đầu với Rambo từ đội xanh dương. Tớ là ngọn lửa. Lunalu. Ngọn lửa trở thành lửa. Nó sẽ đốt cháy mọi thứ xung quanh nó. Trong đó có cậu. Mẹ ơi, có cháy. Hãy đến dập lửa đi. Rambo. Rambo, việc nhờ bố mẹ giúp đỡ là đúng. Tuy nhiên, bài kiểm tra là để dập lửa. Rambo, muốn thử lại không? Vâng. Nghĩ đi Rambo, làm sao cậu có thể dập tắt được ngọn lửa?
Ồ, tớ hiểu rồi. Tớ dùng quạt quạt cậu là được. Rambo, dừng lại đi. Tớ đã dập lửa. Quạt lửa mà không dập tắt được lửa thì chỉ làm cho lửa lớn thêm mà thôi. Phương pháp này không chính xác. Hãy chào mừng quá rình từ đội xanh lá. Ngọn lửa đang cháy. Đó là một ngọn lửa, một đám cháy. Cảnh sát trưởng Sơ La đã nói với chúng tớ thì có quả quạt, đừng quá sợ, mà hãy lấy bình chữa cháy. Bình chữa cháy ở đâu chứ? Tớ tìm thấy rồi. Nhanh, ngọn lửa đang lan rộng. Warren, dừng lại. Tớ đã dập lửa chưa? Warren, bình chữa cháy là đúng, nhưng con dùng chưa đúng cách. Không sao đâu. Bây giờ để cô biểu diễn. Chúng ta thường có một bình chữa cháy bột khô ở nhà. Hãy nhớ thứ tự này: lắc, kéo, nhắm và ấn. Hãy chắc chắn rằng các con giữ nó yên. Bình chữa cháy trong nhà chỉ người lớn mới được sử dụng. Hãy cẩn thận đừng chạm vào nó. Ngoài ra, các con có thể sử dụng nước và cát. Cả hai đều hiệu quả. Sự kiện tiếp theo chúng ta sẽ có một buổi diễn tập cứu quả. Khi có quả quạng, chúng ta cần nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Ở vòng này, cả hai đội sẽ cùng nhau bước vào trong phần mô phỏng. Đội nào thoát đúng cách sẽ được điểm, ngược lại là không điểm. Hiện tại đang hòa nhau, tự hỏi cuối cùng ai sẽ thắng. Ác là chúng tớ. Để rồi xem. Tớ đã đọc rất nhiều về chữa cháy. Những quả bóng bay màu đen trên tay của Lunalu tượng trưng cho làn khói. Các cậu cần cẩn thận. Ngọn lửa, có cháy. Cậu làm được, Brian. Cố lên, Tiki, cố lên. Khi xảy ra quả quạng, trước tiên hãy gọi cho số khẩn cấp và cho họ biết địa điểm. Chờ đã, đừng mở nó. Sao không thể mở nó vậy? Đó không phải là lối thoát sao? Đầu tiên cậu cần cảm nhận nhiệt độ của tay nắm cửa. Nếu quá nóng nghĩa là lửa bên ngoài rất mạnh, không thể mở được. Không nóng. Tớ quên dương miệng của mình. Tiki, cửa bị chặn rồi, bây giờ cậu không thể đi qua được. Tớ nên làm gì? Cẩn thận nha hoàng tử Tiki. Tiki, đừng hoảng sợ. Bây giờ con không thể ra ngoài được. Hãy suy nghĩ về những gì có thể làm. Có cháy. Cứu, cứu giới. Có ai giúp tớ với? Tớ đây, tớ đang ở đây. Giúp giới. Hết giờ rồi, bài kiểm tra đã kết thúc. Mạng sống của con là ưu tiên trên hết khi có cháy. Cho dù thứ con để lại có giá trị đến đâu, cũng đừng bao giờ cố gắng quay lại lấy nó. Tiki trùm khăn lên đầu là không đúng. Con nên che mũi và miệng như Briar. Tuy nhiên, Tiki tìm tới cửa sổ khi cậu ấy bị mắc kẹt là một phương pháp hay. 2 điểm cho đội xanh lá và 3 điểm cho đội xanh dương. Đội xanh dương thắng. Tuyết, Tuyết, an toàn cháy nổ là rất quan trọng. Hãy nhớ ghi nhớ tất cả điều này. Bây giờ tới lễ trao giải. Đội xanh dương chưa lòng lên sân khấu. Đội xanh dương hãy đội dương miệng chiến thắng. Màu hồng không phải là màu của tớ. Tớ sẽ giữ nó. Ryan, trông cậu thật đẹp khi đội chiếc dương miệng đó. Tớ ghen tị quá. Tớ biết các cậu sẽ ghen tị. Violet và tớ đã làm thêm vài cái nữa. Chạy mau. Không có lửa đâu. Sao mọi người lại bỏ chạy vậy? Chào các bạn. Hôm nay các bạn có học được điều gì về an toàn cháy nổ không? Hãy chia sẻ nó với bố mẹ của mình. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt.